Rồi, như vậy chúng ta sẽ vẽ cái quả địa cầu này, chúng ta phân tích xem là nó có những gì. Hôm trước là chúng ta vẽ cái vòng kinh tuyến và vĩ tuyến ấy, là nó là một đường tròn, nó giống y chang như ở đây, đúng không? Bây giờ mình vẽ ngược lại, mình lấy cái phần trên này nè. Đó, cho nên mình học thêm một cái công cụ khác. Công cụ đó gọi là trim và weld. Trim và weld ha. Mấy bạn này không có, nhìn cái máy khác giùm thầy đi. Vậy các bạn sẽ vẽ ở đây giùm thầy một cái đường tròn. Đó, mình cho nó màu đỏ luôn. Màu đỏ biên, ở giữa này không có. Như vậy thì chúng ta lấy chuột. Phải, đúng rồi, màu đỏ biên. Cái này này không có nha. Khi mà các bạn đưa vô đây là các bạn biết không có nè. Chứ còn bình thường có nhiều bạn này để nền trắng á. Rồi, như vậy chúng ta sẽ vẽ tiếp một hai và một cái đường giữa. Như vậy chúng ta có thể vẽ đường giữa trước để tí nữa chúng ta vẽ canh. Đó, chúng ta xem ở trong các cái đối tượng nè, nó sẽ cho chúng ta vẽ vẽ đường như vậy. Đây, line được vẽ từ hai điểm, vẽ từ hai điểm. Khi các bạn đưa con trỏ lên nó sẽ bắt điểm cho mình. Đó, như vậy là mình đã có được một cái đường màu đỏ. Bây giờ tiếp tục mình sẽ vẽ cái hình tròn này vô đây, một hai. Như vậy các bạn làm giống như hôm trước cũng được, tương đối. Còn nếu mà muốn chính xác thì chúng ta tính tỷ lệ nó là nó nhỏ vô bao nhiêu phần trăm. Các bạn tính tỷ lệ ra giúp thầy. Lấy chuột phải trước rồi mới thả chuột trái, cần trên D. Như vậy là mình đã tạo được cái đường kinh tuyến. Dễ không? Dễ đúng không nào? Bây giờ mình tạo cái đường vĩ tuyến, tức là tạo cái đường ngang. Như vậy ở đây thầy vẽ lại cái đường ngang cũng được, hoặc là thầy sử dụng cái công cụ xoay. Mình xoay xuống đây, xoay bao nhiêu độ là nó ngang ra? 90 độ. Và chúng ta chọn copy để cho nó tạo ra một đối tượng nữa. Đó, thầy bị chọn nhầm, chọn cái đường thôi. Ok, copy. Được không? Bây giờ ở trên này mình tạo hai cái đường ở bên trên. Như vậy mình sử dụng một cái hình tròn ngoài nè. Mình kéo nó nhỏ lên. Đó, kéo nó nhỏ lên tương đối thôi. Nhưng mà ở đây thì mình kéo mình phải copy nha. Rồi, lên đến đây. Như vậy mình phải di chuyển cái này lên. Đó, nó nằm ngang tầm đây nè. Được không? Được không nào? Bây giờ mình cho nó màu xanh đi để cho nó dễ dễ phân biệt. Bây giờ nhiệm vụ của mình là làm sao lấy được cái đường màu xanh này thôi. Lấy được đường màu xanh này thôi. Như vậy chúng ta sẽ dùng công cụ là có con dao để cắt. Con dao để cắt. Như vậy cái đó chúng ta sẽ nằm ở trong cái đối tượng của chúng ta. Object shaping đây, và nó đã được chọn. Như vậy cái công cụ này đã được đưa ra ngoài rồi. Đây, nó nằm đây nè. Đây, công cụ cắt ha. Công cụ này nó có nè, thứ nhất weld là chọn lại, trim là cắt, intersect là lấy phần dao. Như vậy mình thử ha, mình thử thử chọn là gì, cắt là gì, intersect là gì. Rồi, chú ý nè. Nếu như mình chọn hình tròn và mình chọn công cụ là weld, tức là chọn lại với nhau, nó hỏi weld cái gì, chọn với cái gì. Ví dụ bây giờ mình chọn màu đi cho nó dễ thấy. Cái này thầy cho màu đỏ, cái này thầy cho màu xanh, được chưa? Đây, well to. Thấy nó tạo ra một đối tượng chung không? Chọn lại. Tức là cái gì mà bao quanh là nó chọn lại hết. Rồi, bây giờ đến cái chỗ này là cái gì? Sau khi mà chúng ta chọn xong
thì nó chỉ tạo cái hình mới thôi. Hình vuông mất, hình tròn mất. Bây giờ sau khi mình tạo, mình muốn giữ lại cái hình tròn chẳng hạn, thì cái này nó nói rằng giữ lại cho tôi cái nguồn. Source là nguồn. Nguồn tức là cái mà chúng ta chọn trước. Chúng ta đi well cái gì? Giữ lại cho tôi cái nguồn. Well to. Đây nó tạo ra đối tượng mới, nhưng hình tròn vẫn giữ. Nếu trường hợp ngược lại, tôi biểu là giữ lại cho tôi cái đích. Well to, nó giữ lại cái gì? Giữ lại hình tròn hay hình vuông? Rồi, hình vuông. Giữ lại cho mình hình vuông. Bây giờ thầy làm như thế này, bạn nào trả lời đúng giúp thầy. Rồi, thầy chọn hình vuông trước. Well to hình tròn. Câu hỏi thứ nhất, tạo ra cái hình là bao quanh màu gì? Đúng rồi, màu xanh. Và nó giữ lại tròn hay vuông? Giữ lại tròn, chính xác, hay quá ha. Cái nguồn hay cái đích là do chúng ta chọn. Cái nào chọn trước thì nó hiểu là nguồn, cái nào chọn sau thì nó hiểu là đích, được chưa? Tương tự như vậy, mình sẽ có công cụ là cắt, trim. Tương tự ha, mình chọn cái hình tròn, mình chọn cắt, mất một miếng. Giống như mình làm bánh vậy đó, mình lấy cái khuôn màu hình tròn, mình nhấn xuống cái miếng bột cái, mình cắt ra, được không? Đó là cắt, mình dùng con dao để cắt. Bây giờ nếu như mình chọn ngược lại, mình dùng hình vuông, mình trim hình tròn, chuyện gì xảy ra? À, cái hình vuông này nó làm cái con dao và nó cắt một cái lát chả của cái hình tròn, được không? Giả sử mình nhích lên tí xíu, đó, nhích lên đến đây thì nó cắt đến đây, được không nào? Cũng tương tự như vậy, giữ lại nguồn hay giữ lại đích giống nhau. Rồi bây giờ intersect, tức là cái nào mà chung giữa hai đối tượng này thì giữ lại, và nó cũng tương tự giữ nguồn giữ đích. Đây, cái phần chung là cái phần này, cái phần chung. No. Thấy cái phần chung chưa? Phần chung là cái phần này đây. Nó sẽ được tạo ra bởi hai đối tượng. Như vậy thì mình đang cần công cụ nào cho cái bài tập của mình đấy? Là well, trim hay là intersect? Bài này mình muốn giữ lại phần này nè. Trim thì nó mất. Well thì nó tạo ra một cái hình như là người tiết luôn. Như vậy mình phải dùng intersect ha, dùng cái phần giao giữa hai cái này. Rồi mình lấy hình tròn này, mình chọn là intersect với lại cái hình màu xanh. Lúc này mình sẽ giữ cái gì lại? Đây là hình nguồn nè. Như vậy lúc này mình giữ nguồn hay giữ đích? Giữ nguồn thôi, đích mình không cần, được chưa? Như vậy nếu như mà không có làm gì phức tạp thì như thế là thầy đã có được cái đường màu đỏ rồi. Đến bài này mình chỉ cần làm đến đó thôi ha, mình còn có được màu đỏ. Rồi tiếp tục, thầy cho cái hình này nó nhỏ lên. Copy, lấy chuột phải. Rồi kéo nó lên để làm gì? Kéo nó vô cho nó giống giống một tí, đúng không? Thực ra mình nhìn thấy đều đẹp là được, chứ không nhất thiết là phải giống hoàn toàn. Đó. Tương tự như vậy, dùng intersect. Intersect giữ nguồn lại. Được chưa? Mình đã có phần trên rồi, bây giờ mình muốn có phần dưới, mình có cần làm lại không? Không ha, mình không nên làm lại, mà mình sẽ có ý tưởng là gì? À, copy. Có rất là nhiều cách. Một
hiện nay là hai bên này nó có cân đối nhau không? Cân đối không? Dùng công cụ zoom. Hai bên này nó có cân đối nhau không? Cân đúng không? Rồi, như vậy thì mình sẽ chọn một đối tượng nè, một đối tượng nhỏ nè, một đối tượng lớn nè. Mình sẽ click chuột lần thứ hai, chuyển tâm xoay về giữa. Và mình làm gì? Xoay nó. Được chưa? Nhấn phím Ctrl, nó sẽ nhảy từng góc chính xác cho mình. Còn nếu mà bạn không nhấn Ctrl thì nó nhảy góc liên tục, thấy chưa? Còn mình nhấn Ctrl thì cứ mỗi lần nhảy nó nhảy 10 độ, click chuột phải. Như vậy mình đã có được cái vòng ở dưới, được không nào? Tương tự mình sẽ làm lại, click chuột chọn cái nhỏ trước cho nó dễ, chọn cái nhỏ trước ha, click chuột vô biên để mình dễ thấy, nhấn Ctrl click chuột vô biên. Như vậy mình đã chọn được cả hai. Rồi, nhấn Shift, sorry. Rồi, nhấn ở đây, nhấn Shift, chọn cái thứ hai. Nhấn thêm một lần nữa thì nó chuyển sang chế độ là xoay. Chuyển tâm xoay về đây. Một là bạn dùng chuột để xoay. Hai là bạn sử dụng công cụ xoay. Đâu rồi? Công cụ xoay đây. Công cụ xoay. Xoay bao nhiêu đấy? 180 độ. Tâm xoay là nó đã di chuyển xuống đây rồi, cho nên là trong vùng này mình không thấy. Copy một đối tượng, apply, xong. Rồi tất cả các đường này người ta cho lớn lên tí, chứ không phải là đường chỉ. Cho lớn lên tí, 1 pixel hơi lớn, 0.75, 0.5. Rồi ok. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng. Bây giờ đường thẳng chúng ta chưa có canh lề, chúng ta chưa học kênh lề, tí nữa học sâu, bây giờ học nhiều quá. Đối với bài này thầy sử dụng cái đường này luôn cho nó nhanh, được không? Thầy sử dụng cái đường này bằng cách là thầy kéo từ dưới kéo lên, sau đó thầy click chuột phải, vậy là đã copy được một đối tượng, đẩy nó lên cao một tí, được không? Rồi làm gì nữa? À đúng rồi, lít chuột vô đây, lít chuột một lần nữa, chuyển cái tâm xoay nó về về tâm ở giữa, và chúng ta xoay xem thử người ta xoay bao nhiêu độ. Từ đây qua đến đây thì các bạn nghĩ là bao nhiêu? Cái này là khoảng cỡ 90 độ thì khoảng cỡ 9 cái này đúng không? Thì mình quay khoảng cỡ 10 độ đi, đúng không? Thử coi, nếu mà không đúng thì tí quay lại. 10 độ. Rồi, xong chưa? Khá đơn giản đúng không? Nhưng mà cũng khá nhiều bước đấy. Các bạn làm lại giúp thầy nha. Đây, thầy có quay phim lại nè. Tí nữa.